Vâng, tiếp tục series Đức Địa Lý. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một địa danh vô cùng hot, đấy chính là Đắk Lắk nhá. Nghe bảo khu này vừa mới xảy ra nhiều chuyện lắm các bạn ạ. Đầu tiên, Đắk Lắk nằm ở đâu? Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm của vùng Tây Nguyên, thuộc miền Trung của Việt Nam. Bên cạnh đó thì Đắk Lắk còn giáp một vài tỉnh, ví dụ như phía Bắc giáp với tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, phía Nam giáp với các tỉnh là Lâm Đồng, Đắk Nông, còn phía Tây giáp với tỉnh Mondulkiri của Campuchia với đường biên giới dài hơn 193 km các bạn ạ. Tiếp theo, Đắk Lắk có ý nghĩa là gì? Nghe cái tên vậy thôi nhưng mà cái tên này mang ý nghĩa cực kỳ to lớn đấy các bạn ạ. Cái tên này bắt nguồn từ tiếng Mờ Nông. Đắk Lắk phát âm gần giống như là Đắk Lắk, nghĩa là hồ lắc, với chữ đắk có nghĩa là nước hay là hồ, bởi vì cái tỉnh này có rất là nhiều hồ với cả nước tự nhiên các bạn ạ. Tiếp theo, Đắk Lắk có bao nhiêu dân tộc? Theo như mình tìm hiểu thì tính đến năm 2019 ấy, thì tỉnh Đắk Lắk là đơn vị hành chính ở Việt Nam có diện tích lớn thứ tư và đông thứ 10 về dân số. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì tỉnh Đắk Lắk có 13 tôn giáo khác nhau.